Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Trận Quan Độ vào năm 200 công nguyên là một trong ba chiến dịch lớn thời kỳ Tam Quốc. Đây là trận đánh quyết định số phận và tương lai của nhà Hán lúc đó. Viên Thiệu quyết chí phải thắng. Tào Tháo chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Tào Tháo tuy có ưu thế về chính trị nhưng sức mạnh quân sự rõ ràng không thể bằng Viên Thiệu. Kênh Văn hóa Lịch sử xin cùng quý thính giả phân tích và bình luận về nghệ thuật dùng binh, dùng người của Tào Tháo tại đại chiến Quan Độ. Tháng 3 năm Kiến An thứ tư, thời Hán Hiến Đế, Viên Thiệu bất chấp sự phản đối của các thuộc hạ thân tín, quyết định tập kết 10 vạn tinh binh tiến đến Hứa Xương để hỏi tội Tào Tháo. Lúc này, Viên Thiệu đã tiêu diệt được Công Tôn Toản, chiếm cứ 4 châu tại phương Bắc gồm Ký Châu, Thanh Châu, Tinh Châu và Ung Châu. Có thể nói, Viên Thiệu lúc này binh túc lương nhiều đủ sức quyết một trận sống mái với Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo hiểu rằng, trận chiến giữa ông và Viên Thiệu là không thể tránh khỏi. Tào Tháo lập tức điều động binh lực lên phương Bắc nghênh địch. Tào Tháo chia quân ba đường. Đại bản doanh đóng ở Quan Độ, một phần lực lượng đóng ở Bạch Mã do Thái Thú Đông Quận là Lưu Diên chỉ huy, một phần lực lượng do Đại tướng Vu Cấm đóng quân ở Diên Tân đối diện với quân Viên Thiệu ở bên kia sông. Tào Tháo và Viên Thiệu như hai con hổ không thể ở cùng một núi, hai bên đều coi đối phương là hạng vũ, phải giết chết mới hả dạ. Chiến tranh sắp nổ ra. Cuộc chiến này có thể chia làm 4 giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn giao tranh. Lúc này cả hai bên thăm dò sức mạnh của nhau. Viên Thiệu thực với lợi thế quân lực hùng hậu đã tiến hành đánh phủ đầu Tào Tháo. Tháng 2, năm Kiến An thứ 5 thời Hán Hiến Đề, Viên Thiệu tiến quân vào Lê Dương, lấy Lê Dương làm đại bản doanh. Phái đại tướng Nhan Lương dẫn quân tiên phong tấn công Bạch Mã, đại tướng Văn Xú tiến quân Diên Tân. Chủ lực tấn công là Bạch Mã. Lưu Diên ở Bạch Mã vẻn vẹn có 3.000 binh cự không nổi, gửi thư yêu cầu Tào Tháo chi viện. Tào Tháo định cho quân tiếp viện Bạch Mã, nhưng lúc này quân sư Tuân Du Hiến Kế, đề nghị Tào Tháo tiến quân tới Diên Tân để giải cứu Bạch Mã. Tào Tháo nhận định đây là một sách lược đúng, Tuân Du muốn dùng kế Dương Đông kích Tây, làm ra vẻ vượt sông Hoàng Hà tấn công vào sau lưng của Viên Thiệu. Quả nhiên Viên Thiệu bị mắc lừa, cử quân đi chi viện cho Diên Tân. Thể là, lúc gần tới Diên Tân, bất ngờ Tào Tháo cử một đội kỵ binh nhẹ tập kích Bạch Mã giải cứu Lưu Diên. Đại tướng Nhan Lương đang vây đánh Bạch Mã bất ngờ bị tập kích, không kịp đề phòng, bị Quan Vũ chém rơi đầu. Bạch Mã được giải cứu. Sau khi giải cứu Bạch Mã, Tào Tháo đoán Viên Thiệu ắt sẽ báo thù, tấn công Bạch Mã và sẽ tàn sát dân chúng ở Bạch Mã. Ông ra lệnh đưa dân chúng ở Bạch Mã men theo sông Hoàng Hà, đi về phía Tây lánh nạn. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, chúng ta thường nghe đến việc Lưu bị sơ tán dân chúng khi có nạn binh đao, nhưng theo các sử gia ghi chép thì Tào Tháo cũng làm vậy. Lúc này, đạo quân của Tào Tháo đang hành quân tới Diên Tân thì gặp quân của Viên Thiệu vượt sông sang, một cuộc đụng độ ắt sẽ xảy ra. Quân Tào Tháo lúc này đang đóng quân ở trên một dốc cao. Thám mã báo, đại quân của Viên Thiệu tới nhiều không xuể. Tào Tháo truyền lệnh, cho toàn quân cởi hết yên ngựa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Các tướng lĩnh của Tào Tháo đều há mồm, trợn mắt, kẻ địch đến đông như vậy, quân nhu của ta thì đi chậm, đang tới sau nhỡ kẻ địch cướp phá thì sao? Chỉ có Tuân Du là hiểu Tào Tháo, mùi nhử ngon vậy, vận chuyển về làm gì? Tào Tháo cười nói, ung dung, tự tại. Lát sau, đại tướng Văn Xú cùng Lưu bị dẫn đại quân tới, lúc này các tướng sĩ bên dưới hỏi, lúc này lên ngựa được chưa? Tào Tháo bảo không vội. Quả nhiên, khi nhìn thấy quân nhu của quân Tào vứt dưới đất, quân lính của Văn Xú, Lưu bị nhao nhao xuống ngựa cướp. Lúc này, Tào Tháo ra lệnh, tiếng trống, tiếng tù và, vang tận trời xanh. Quân Tào Tháo từ trên dốc cao đánh xuống, đánh cho quân Viên Thiệu tơi bời. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, Văn Xú bị Quan Vũ chém rơi đầu, còn Lưu bị sợ Viên Thiệu trị tội nên bỏ chạy xuống phía nam. Quan Vũ sau đó rời quân doanh Tào đi tìm Lưu bị. Việc này chúng tôi sẽ không bàn tiếp ở bài chia sẻ này. Tào Tháo đánh thắng trận đầu, nhưng ông ta không dám khinh suất. Ông ta biết thực lực của mình thật ra không bằng Viên Thiệu, vì vậy bỏ Bạch Mã, Diên Tân, rút toàn quân về đóng ở Quan Độ. Đây là một chiến lược có nhiều cái lợi, tập trung được binh lực, tiết kiệm quân nhu và dụ địch vào sâu trên đất của mình để dễ bề thi triển kế sách vườn không nhà trống. Quân Viên Thiệu tiến vào sâu trên đất của Tào Tháo, việc vận lương sẽ vô cùng vất vả, nếu phải đánh lâu dài. Tào Tháo nói với các thuộc hạ, trong tình huống này, địch mạnh ta yếu, địch tiến ta lùi, đừng tính toán chuyện được hay mất một thành trì. Tào Tháo rất sáng suốt. Ông ta làm được như vậy là vì ông ta có tinh thần thực tế, biết rõ đạo lý, không thể tham danh hão mà chuốc lấy họa thực. Viên Thiệu thì ngược lại, ông ta là kẻ thích danh hão, đặc biệt là thích nghe cấp dưới tung hô mình. Khi Tào Tháo rút về Quan Độ, Viên Thiệu chiếm được Diên Tân, Bạch Mã, ông ta cho rằng Tào Tháo sợ mình mà rút thuộc hạ tung hô, Viên Thiệu lại càng coi thường Tào Tháo. Cuối cùng thì Tào Tháo và Viên Thiệu cũng đã giáp mặt nhau tại Quan Độ.
Tào Tháo lúc này ở thế không thể lùi. Đại chiến Quan Độ lúc này bước sang giai đoạn 2, giai đoạn giằng co. Đây là giai đoạn cam go nhất, khốc liệt nhất của cuộc chiến, hai bên thi triển các loại phương tiện vũ khí tối tân nhất thời bấy giờ, tranh giành từng mét đất, từng chiến hào. Viên Thiệu cho dựng lầu cao, đắp núi đất trong quân doanh cao hơn doanh trại Tào Tháo, từ đó bắn tên xuống quân doanh Tào. Quân Tào Tháo thương vong lớn, việc di chuyển phải dùng khiên tre trên đầu mỗi ngày. Tình thế nguy cấp, quân Tào lúc này đã kịp thời chế tạo máy bắn đá, để đáp trả. Từng tảng đá lớn dội từ doanh trại Tào Tháo sang quân doanh Viên Thiệu đã phá vỡ hệ thống tháp canh bắn tên của Viên Thiệu. Quân Viên Thiệu hồn vía lên mây, nhưng Viên Thiệu thua keo này, lại bày keo khác. Ông ta cho công binh đào hầm định đánh úp Tào Tháo, Tào Tháo cũng không vừa cho đào chiến hào để đối phó với Viên Thiệu, lại cho quân bí mật tập kích đốt lương thảo của Viên Thiệu. Viên Thiệu luôn mồm kêu khổ. Ngoài việc giao chiến trực diện, Viên Thiệu còn ngầm gửi thư cho các chư hầu lừa lúc Tào Tháo ở xa đánh úp phía sau lưng. Nhưng Tào Tháo đã đều có kế sách phòng bị nên Viên Thiệu không thể tiến thêm được. Có thể nhận xét giai đoạn thứ hai của đại chiến Quan Độ, cả hai đều không ai thắng ai cả. Nhưng chiến tranh kéo dài thế, chẳng ai chịu nổi, nhất là bá tánh chịu gánh nặng chiến tranh nặng nề. Tào Tháo đã có lúc nghĩ đến dừng cuộc chiến, làm hòa với Viên Thiệu bèn viết thư về Hứa Xương hỏi ý kiến đại quân sư số 1 của ông ta là Tuân Úc. Nhưng Tuân Úc dù ở xa vẫn gửi thư khuyên ông ta kiên trì. Theo Tam Quốc Chí, nội dung thư trả lời của Tuân Úc như sau. Viên Thiệu dốc hết toàn lực, được ăn cả ngã về không, ấy là quyết một trận sống mái với ngài đấy. Ông ta quyết không chịu thôi, cũng quyết không bỏ dở giữa chừng đâu. Tình hình hiện giờ, ngài lấy yếu nhất chọi mạnh nhất. Nếu không thể đánh mà giành thắng lợi, nhất định sẽ bị tiêu diệt sạch, hoàn toàn không có khả năng thứ ba. Cho nên Tuân Úc nói, Tào Công à, thành bại ở một trận này. Viên Thiệu chỉ là một lãnh tụ tầm thường, Minh Công lại là bậc uy vũ sáng suốt, huống chi còn là phò thiên tử để lệnh kẻ không thuần phục, đâu có lý nào không thể thành công. Quân sư số 2 của Tào Tháo là Giả Hủ cũng khuyên rằng, Minh Công thông minh, dũng cảm, biết dùng người, quyết đoán hơn Viên Thiệu. Có bốn ưu thế lớn này, mà nửa năm trời chưa thắng được là vì Minh Công luôn muốn tuyệt đối không có sai sót. Thật ra, chỉ cần nắm bắt cơ hội, dồn sức một trận, thì chỉ khoảng khắc là việc lớn thành công. Ý kiến của cả hai đại quân sư đều đúng, chiến tranh là chuyện có rủi ro rất lớn. Nhất là vào thời đại binh khí lạnh, rất khó nói ai nắm chắc phần thắng. Vì vậy ý chí và quyết sách của tướng soái thường là yếu tố quyết định thành bại, mà thắng lợi cuối cùng thường nằm ở sự cố gắng kiên trì thêm một chút. Cụ thể với cuộc chiến này, bên Tào Tháo chắc chắn phải lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, thì càng cần ý chí, càng cần kiên trì, cần nắm bắt cơ hội trong quá trình kiên trì nếu có cơ hội ấy. Và rồi thiên thượng đã an bài cho kẻ kiên trì, ba sự việc xảy ra mang ý nghĩa bước ngoặt của đại chiến đã đến. Đại chiến Quan Độ bước vào giai đoạn 3, giai đoạn bước ngoặt. Sự việc thứ nhất là Lưu Bị rời bỏ Viên Thiệu. Liệu có phải sau vụ Quan Vũ chém hai tướng yêu của Viên Thiệu hay vụ Lưu Bị đi hợp binh với Lưu Tích ở Nhữ Nam đánh tập hậu sau lưng Tào Tháo bị thua trận? Lưu Bị sợ Viên Thiệu trách tội. Theo như sử sách thì Viên Thiệu và các con của ông ta rất mực kính trọng Lưu Bị. Lưu Bị là người đã từng đi nương nhờ Công Tôn Toản đánh Viên Thiệu, nương nhờ Lữ Bố đánh Tào Tháo, rồi nương nhờ Tào Tháo đánh Lữ Bố. Có thể thấy ông ta là người rất nhạy cảm về chính trị. Khi có biến là ông ta tháo chạy rất nhanh. Có thể xem đây là điểm báo sự thất bại của Viên Thiệu. Sự việc thứ hai rất quan trọng đó là Hứa Du, mưu sĩ trong doanh Viên Thiệu quay sang hàng Tào Tháo. Có nhiều lý do Hứa Du sang hàng Tào. Theo bên phía Viên Thiệu thì Hứa Du ham tiền, Viên Thiệu không chu cấp được nên bỏ sang Tào doanh. Theo phía bên Tào Tháo thì do ông ta có mâu thuẫn với mưu sĩ Thẩm Phối. Một lý do nữa là do ông ta mâu thuẫn với Viên Thiệu, Hứa Du khuyên ông ta cắt quân bí mật đi tắt đến Hứa Xương bắt cóc thiên tử, Viên Thiệu không nghe, nhất quyết đòi trị Tào Tháo trước. Thế là Hứa Du phẫn nộ, chạy về phía Tào Doanh. Cả ba lý do này đều đẩy Hứa Du về phía quân doanh Tào Tháo. Tào Tháo được món hời lớn. Khi nghe tin Hứa Du về với mình, Tào Tháo cười lớn bảo lần này việc của ta xong rồi. Hứa Du là mưu sĩ trong quân doanh Viên Thiệu, ông ta nắm hết tình hình của Viên Thiệu. Việc ông ta bỏ đi làm lung lay lòng quân Viên Thiệu. Vừa về quân doanh Tào Tháo, Hứa Du đã hiến kế hỏa thiêu ô xào cho Tào Tháo. Ô xào là kho lương của Viên Thiệu, cứ điểm trọng yếu nhưng không có trọng binh của Viên Thiệu canh giữ. Ngay lập tức Tào Tháo đã đích thân dẫn quân khinh kỵ đến thẳng ô xào đánh úp đốt cháy hết quân nhu của đại quân Viên Thiệu. Sự việc này trực tiếp dẫn đến sự việc thứ ba xảy ra. Sự việc này khiến tình thế đảo ngược trong khoảng khắc đó là Trương Cáp làm phản. Trương Cáp là đại tướng của Viên Thiệu, có dũng, có mưu theo Viên Thiệu kinh qua nhiều trận mạc.
Khi biết tin Ô Sào cháy, Trương Cáp đề xuất đem binh đi cứu Ô Sào, nhưng Quách Độ lại đề xuất đem binh đi đánh quân Doanh Tào, như vậy Ô Sào sẽ được giải cứu. Trương Cáp cho rằng việc này là bất khả thi vì Tào Tháo đã có phòng bị. Viên Thiệu nghe lời Quách Độ, cất quân đi đánh quân Doanh Tào Tháo, kết cục chuốc lấy đại bại. Quách Độ sợ bị tội, tấu với Viên Thiệu rằng Trương Cáp được tin tướng công thua trận, hả hê buông lời vô lễ. Viên Thiệu giận lắm định trách tội Trương Cáp. Trương Cáp sợ quá cùng với Cao Lãm bỏ Viên Thiệu về với Tào Tháo. Tào Tháo thấy Trương Cáp mừng lắm nói đây là hàn tín về với Lưu Bang. Cho Trương Cáp làm thiên tướng quân, phong đô Đình Hầu. Vậy là đại chiến Quan Độ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thứ tư. Giai đoạn phân định thắng bại. Có được Trương Cáp, Tào Tháo lập tức thi triển ngay mưu sách của Giả Hủ, nắm bắt cơ hội, tập trung binh lực, phản công ồ ạt. Lúc này, Viên Thiệu mất hết trợ lực, không có ý chí chiến đấu, dẫn con cả Viên Đàm bỏ quân mà chạy. Quân Viên Thiệu mất thống soát, binh bại như núi đổ. Tào Tháo bắt được bao nhiêu châu báu sách vở, quân lương và tù binh của Viên Thiệu. Kênh Văn hóa lịch sử luận bàn. Viên Thiệu tự đánh giá mình quá cao, nhưng thực ra là tốt mã rẻ cùi, không thể làm nên việc lớn. Rốt cuộc đất đai, tài sản đều về hết tay Tào Tháo. Sau đại chiến Quan Độ, Viên Thiệu gục ngã không thể đứng dậy được nữa, ông ta đổ bệnh mất sau đó 2 năm, tức năm 202 công nguyên. Các con của ông ta sau này tranh giành thừa kế, mất đoàn kết, tiêu diệt lẫn nhau, rốt cục đến năm 207 công nguyên đều bị Tào Tháo tiêu diệt hết. Gia tộc Viên Thiệu ngông cuồng tự đại, hoàn toàn diệt vong. Kết cục bi thảm của gia tộc họ Viên đã có hai người nhìn thấu được, đó là Điền Phong và Thư Thụ. Cả hai đều là mưu sĩ của Viên Thiệu, đều kiên quyết phản đối đánh trận chiến này. Điền Phong từng khuyên can Viên Thiệu, Tào Công giỏi dùng binh, biến hóa khôn lường, quân tuy ít, không thể xem thường vậy. Vì vậy ông ta đề xuất Viên Thiệu thực hiện đánh lâu dài và đánh du kích. Thứ nhất là phải phát triển lớn mạnh, đứng vững chân, chiếm cứ núi sông, chỗ hiểm yếu. Thứ hai là phải mở rộng địa bàn có quân ở bốn châu. Thứ ba là phải xây dựng chiến tuyến thống nhất, kết giao anh hùng các nơi. Thứ tư là phải gấp rút chuẩn bị chiến tranh, sửa sang nông điền, tích trữ lương thảo. Như vậy trước hết là tạo thế vững chắc không thua, sau đó cử các đội quân nhỏ đi đánh phá quấy rối Tào Tháo, khiến Tào Tháo mệt mỏi, dân chúng không yên ổn làm ăn. Chưa đầy 2 năm là có thể cử đại quân đến tiêu diệt gọn Tào Tháo. Đây là mưu kế thắng chắc, nhưng Viên Thiệu không nghe, cho rằng Điền Phong cản trở đại nghiệp thống nhất thiên hạ của mình, bèn giam ông ta vào ngục và nói đợi ta khải hoàn về sẽ tính sổ với ngươi. Điền Phong trong ngục được hơn một năm thì nghe tin Viên Thiệu đại bại. Trận chiến này, Tào Tháo đã xuất kỳ chế thắng, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Đây được coi là trận chiến đỉnh cao trong sự nghiệp cầm binh của Tào Tháo. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.